với 100.000 đó mà chúng ta có một cái thiết kế đẹp hơn, tính năng nó cũng khá là hay ho, thì không biết mọi người thấy như thế nào. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem giữa ánh sáng trắng và ánh sáng của WRGB của WebAdapter trên cái bể này của mình thì nó có những cái ưu điểm như thế nào nhá. Xin chào toàn thể mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Thủy Sinh For You. Thì mình cũng nhận được khá là nhiều lời gọi là nhắn nhủ của anh em, hỏi là anh ơi anh review cho em đèn Chiroc A của Chiroc và đèn Quex thì để xem con nào ngon hơn, những cái ưu điểm của những cái dòng đèn này thì con nào nó sẽ phù hợp với những ai hơn. Thì cũng vừa với hết cách ly nên mình đã cố gắng đi cắt tóc để hôm nay có thể là ngồi trước ống kính để có thể là review cho mọi người. Thì rất mong rằng cái video này sẽ được mọi người đón nhận và mọi người sẽ cho mình xin một like nhé. Còn ngày hôm nay thì cũng rất may mắn là mình đã có trên tay được hai cái dòng đèn mà thực ra là khá là phổ biến hiện tại. Dòng đèn đầu tiên là dòng đèn gần như là đại trà của anh em chúng ta ai cũng sẽ biết, đó chính là dòng đèn Chihiro Surya của Chihiro. Đây là một dòng đèn có một cái bóng nét trắng với nhiệt độ màu khoảng tầm 8.000K. Đấy, thì đây là một dòng đèn thực sự là khá là phổ biến rồi, mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều cho anh em vì hầu như mọi người cũng đã đều biết đến những dòng đèn như thế này. Thì mình xin phép bỏ này ra, nhìn nó cao quá. Cái chân này là cái chân mua thêm, còn đèn thì tất nhiên là nó không có cái chân này. Đây là chiếc Chiroc A mà mình đã sử dụng cũng khoảng 3 năm rồi, mà nó chỉ bị cháy một mắt nét thôi. Đó, nên là mình cảm thấy nó cũng khá là tốt. Còn dòng sản phẩm thứ hai và cũng là một dòng sản phẩm đang được rất nhiều anh em quan tâm, đó chính là dòng sản phẩm WebAdapter WRGB. Đây. Thì rất nhiều anh em muốn mình so sánh giữa Chiroc A và WebAdapter này để xem những cái ưu điểm của những dòng đèn này nó như thế nào và đâu mới là dòng đèn thực sự để mọi người quan tâm, mọi người chọn mua nha. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu một chút, đây là hai sản phẩm với kích thước là 45 cm, sử dụng cho bể 45 và kéo dài có thể đến 50. Đây thì mọi người để vào thì mọi người cũng sẽ thấy là cái kích thước của nó, cái độ dài nó khá là tương đồng. Quách thì chắc ngắn hơn khoảng tầm 2 cm, nhưng mà bù lại thì cái máng của nó lại rộng hơn Chiroc A khá là nhiều. Đây mình có thể để lên cho mọi người xem, lọt thỏm đúng bằng cái phần 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 mạng điện của nó, mạng đèn này. Thì ngày hôm nay mình xin phép được so sánh hai dòng đèn này trên ba cái tiêu chí. Thứ nhất là về giá thành. Giá thành là một cái điều mà anh em rất quan tâm và chắc chắn là ai cũng sẽ quan tâm. Cái thứ hai là về thiết kế. Thiết kế là một cái việc là sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của cái bể thủy sinh của chúng ta khá là nhiều. Cái thứ ba đó là phần tính năng. Tính năng thì bao gồm bóng nét này, những cái chế độ chỉnh màu và hẹn giờ. Ví dụ nếu có như vậy thì người chúng ta sẽ quy nó gọi là tính năng. Thì mong rằng cái video này sẽ là một cái video trực quan nhất, giúp mọi người có thể nhìn trực quan về những cái dòng đèn Chiroc, Surya và Wake thì có những cái ưu điểm như thế nào và có những cái nhược điểm như thế nào so với những cái dòng đèn mà mình đang so sánh nhé. Và phần đầu tiên mình xin phép so sánh về giá. Đây là một cái yếu tố. Phải nói là một cái yếu tố sẽ tác động rất là lớn đến cái sự quyết định là có nên mua một dòng sản phẩm nào của anh em hay không. Thì theo như mình tìm hiểu thì con Chiroc A này size 45 thì nó sẽ rơi ở trong khoảng tầm hơn 500 nghìn. Nói chung là cũng tùy chỗ bán, nhưng mình cứ cho là 500 nghìn đi cho nó dễ quy chiếu. Còn đối với dòng Wake với cái size 45 hiện tại đang là 680 nghìn như giá mà mình đang bán cho mọi người. Thì về cơ bản thì cái yếu tố đầu tiên thì mình sẽ cho Chiroc được một điểm hơn, bởi vì cái giá thành rẻ hơn cũng khoảng tầm gần 200 nghìn cũng là một cái điều rất là đáng để anh em cân nhắc. Bởi vì với nhiều anh em mới tập chơi thì cái khoản đầu tư này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc đầu tư của anh em. Chính vậy thì ở cái phần giá thì mình sẽ cho Chiroc được một điểm, còn WebAdapter thì đắt hơn thì không điểm. Tiếp theo đến cái phần mà mình nghĩ cũng khá là nhiều anh em gọi là quan tâm ấy, đó chính là về cái phần thiết kế.
vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái trải nghiệm anh em khi chơi thủy sinh này, cũng như là cái độ thẩm mỹ của anh em khi mà để một cái đài cái đèn nó lên trên cái bể thủy sinh ấy. Bởi vì mình trang cái bể thủy sinh không phải là một cái nơi để mình ngắm đơn thuần nữa, mà nó cũng là một cái vật, một cái phụ kiện trang trí cho cái căn nhà của chúng ta nó thêm sinh động hơn, nó đẹp hơn. Chính vì vậy nên cái việc có một cái thiết kế đèn đẹp cũng là một cái điều ảnh hưởng rất nhiều đến cái trải nghiệm của chúng ta. Mọi người cũng nhìn thấy luôn là nó là một cái thiết kế khá là nhỏ gọn, với cái một cái mặt nhôm nguyên khối ở bên trên này. Đó. À, hai bên này thì được lắp lại thôi. Và cái phần bên dưới thì nó có một cái máng nhựa. Cái máng nhựa này là máng nhựa trong suốt. Nó không phải là một cái máng nhựa đục như thế này. Chính vì vậy nên là cái việc giúp tản sáng, kết hợp những cái ánh sáng lại với nhau nó sẽ không được tốt cho lắm. Gần như là cái mắt nét nó sẽ pha thẳng xuống bên dưới ấy. Thì nó không có cái sự giao thoa giữa những cái mắt nét với nhau. Có thể là ánh sáng trắng nó không cần thiết đến cái việc đấy cho lắm. Nhưng mà cái việc mà có một cái lớp giao thoa, lớp nhựa như thế này là khá là hay. Mà mình nghĩ là một cái điểm thiết kế mà Chihiro cần phải cải tiến. Thì đây là một cái thiết kế về cơ bản thì khá là nhỏ gọn, dễ dàng cho anh em tháo lắp. Thực ra thì cái phần chân gác này của Chihiro nếu mà mọi người mua về thì nó không có cái chân này đâu, nó không có chân kéo dài đâu, mà nó sẽ ốp thẳng vào đây một cái chân nhựa này. Đấy, chắc anh em nào mua rồi thì cũng sẽ biết, mình không còn nên mình cũng không thể nào mà giới thiệu ngay ở trong này được. Thì đấy, nó sẽ ốp thẳng vào đây và gác lên trên thành bể. Và đây là một cái thiết kế mình nghĩ là khá là tủ, bởi vì nếu mà bể của chúng ta có kích thước dài hơn hoặc ngắn hơn cái đèn ấy thì nó sẽ không thể nào mà giúp chúng ta có thể là xê dịch hay là có thể là tùy biến được. Và đây là một cái dòng thiết kế mình nghĩ là không nên hay cho lắm. Về thiết kế thì đầu tiên là mọi người cũng có thể nhìn qua được cái dòng sản phẩm này, nó khá là to hơn so với dòng sản phẩm mà mình đang so sánh, chính là Chihiro, gần như là phải gấp đôi đó. Và cái thiết kế của cái màu sản phẩm này thì nó mang cái tính chất là ánh bạc. Đây, mọi người không biết máy quay có thể quay được cho mọi người không, thì nó giống như kiểu là một cái ánh bạc. Còn đây là một cái mặt nó kiểu nhám, nó không phản lại, nó không có cái ánh bạc. Đó. Thì về cảm quan thì có thể cái việc thiết kế này nó sẽ tùy người. Có người thích cái ánh bạc, có người thích cái việc nó nhám nhám như thế này. Nhưng mà đối với mình thì cái cảm nhận đầu tiên là mình khá thích cái thiết kế của Wake và cái dạng ánh bạc của Wake như thế này. Sờ vào thì nó khá là mát, rất là sướng. Đấy. Và cái thiết kế nó rộng hơn, nhìn nó cũng hầm hố hơn. Đấy, kèm theo đó là cái ngoại hình nhìn nó cũng bóng bẩy hơn, đẹp trai hơn. Cũng như vừa nãy mình có chia sẻ ấy, thì ở bên dưới này có một cái lớp nhựa nó không trong suốt như của Chihiro. Đấy, cái lớp nhựa này giúp cái việc giao thoa ánh sáng giữa các màu VKRGB nó sẽ tốt hơn, nó sẽ trung hòa tốt hơn. Cùng với đó thì mọi người cũng nhìn thấy rõ là với cái mốt cái lớp như thế này thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái lớp bóng ở bên dưới này, những cái bảng mạch và những cái lớp bóng nó sẽ mờ hơn. Một phần nào đó sẽ giúp cái thẩm mỹ của cái thiết kế nó sẽ đẹp hơn. Tránh cái trường hợp là chúng ta nhìn thẳng trực tiếp vào, nhìn thấy toàn bóng là bóng, toàn mạch là mạch như thế này thì nó cũng không hay cho lắm. Mình có thể cho Wake được một điểm hơn Chihiro A về cái mặt thiết kế cũng như là ngoại hình khá là đẹp. Thực sự là ở cái tầm phân khúc này thì mình nghĩ là Wake là một cái dòng sản phẩm rất là đáng mua, thiết kế rất là đẹp để cho mọi người có thể là tham khảo. Ngoài ra thì mình không rõ lắm là ở cái việc mà Wake ấy, nó có một cái khe ở giữa này. Đấy. Cái khe này nếu mà mình không nhầm thì nó có một cái giá treo. Đấy, có thể là mọi người nhét một cái khe một cái đinh hay một cái khe gì vào đây. Mọi người có thể treo lên mà không cần phải mua thêm những cái ốc vít hay nào như thế nào. Đấy, một cái thiết kế khá là hay. Đấy, cái dãy như này. Còn sản phẩm này muốn treo thì chỉ có cách là mình phải tùy biến và chế là đút hai cái thanh vào đây, làm một cái móc đút vào đây xong rồi treo lên thôi. Thì nhìn nó cũng hơi thô một chút. Thiết kế nó cũng chưa nghĩ đến cái việc là người dùng sẽ thích treo. Còn ở đây có tính năng sẵn cho mình một cái ở giữa này để treo rồi. Khá là hay. Và tới phần cuối cùng đó chính là phần tính năng. Thì đây là một cái phần được mình nghĩ là khá nhiều anh em quan tâm đấy. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc chúng ta có mua hay không. Sau giá thôi. Thì đầu tiên so sánh về những cái hệ mắt nét. Thì
Với dòng sản phẩm của Chiros Chiros A Surya thì chúng ta sẽ có một dãy nét, hoàn toàn là dãy nét trắng với ánh sáng là 8000K. Còn dòng Wake Raptor WRGB thì đúng như cái tên của nó sẽ có 4 bóng. Mà thực chất là mình nghĩ nó là 5 bóng, bởi vì mình nhìn mình đếm được có bóng là W là bóng trắng này, R là bóng đỏ này, G là bóng green, là bóng xanh này, B là bóng blue, và có một cái bóng là bóng tím. Đó, thì mình nghĩ chính xác ra nó phải là bóng 5 bóng cơ, nhưng mà mình nghĩ là mọi người sẽ quen gọi nó là WRGB hơn. Đó, thì về mặt tính năng, đầu tiên về hệ bóng thì mình nghĩ là Wake có thể là có vẻ là hơn Chiros một chút, nhưng mà cũng tùy thôi, bởi vì có những người thì lại thích những cái dòng sản phẩm là bóng nét trắng, có những người thì lại thích những cái dòng sản phẩm là nét RGB. Thế nên là mình cái này thì mình sẽ để cho mọi người tự quyết định. Và tiếp theo đó chính là một cái tính năng mà mình cũng thấy khá nhiều anh em quan tâm, đó là tính năng mà chúng ta điều chỉnh sáng ấy. Thì ở dòng sản phẩm Chiros A này nó có một cái dimmer có thể là giúp chúng ta chỉnh sáng tăng giảm. Hình như mình nhớ không nhầm thì nó có mười mấy cái chế độ chỉnh sáng ấy, để chúng ta có thể là tăng giảm theo ý thích, và cái một cái nút để mình có thể tắt nguồn. Đó, thì ở Chiros này có một cái tính năng như vậy mà mình nghĩ là cũng khá là phù hợp và rất là cần thiết. Còn Wake thì sao? Wake thì cái dimmer của nó gắn sẵn ở trên cái thân này, nó không phải là một cái dimmer gắn ở bên dưới như của Chiros. Và nó cũng có tính năng chỉnh sáng. Và theo mình biết đấy thì tính năng chỉnh sáng của Wake nó là 100 lux, có nghĩa là tương đương với từ 1% cho đến 100% để cho mọi người chỉnh, chứ không phải là mười mấy mức như ở của Chiros. Đấy, thế nên là về tính năng thì mình nghĩ là về cái khoản này thì đúng là Wake đã hơn rồi. Kèm theo đó là Wake có một cái tính năng tiếp theo, đó là cái tính năng hẹn giờ này. Cái tính năng hẹn giờ này cũng khá là hay, nhưng mà cũng khá là bất tiện, bởi vì theo cái chia sẻ của nhiều anh em ấy, thì nhiều anh em thích cái việc mà chúng ta sẽ ngắt quãng giữa hai cái đoạn thời gian, ví dụ như là một chút vào buổi sáng này và một chút vào buổi tối, kiểu như vậy. Thì cái dreamer này nó sẽ không hỗ trợ anh em được hẹn ở hai khung giờ đấy, nó chỉ hỗ trợ chúng ta hẹn được một khung giờ thôi, có nghĩa là chỉ hẹn được một lần hẹn thôi ấy. Đấy, và nếu mà chúng ta sử dụng những cái bộ hẹn giờ bên ngoài thì những cái tùy chỉnh mà mình hẹn ở trên này nó sẽ không có tác dụng nữa. Ví dụ như là điều chỉnh sáng này, nếu chúng ta dùng những cái hẹn giờ bên ngoài mình ngắt đi và bật lên ấy, thì ánh sáng lúc nào nó cũng sẽ là 100%. Thì mình nghĩ nó cũng là một cái ưu điểm và cũng là một cái nhược điểm, khá là nhiều anh em cũng hay thắc mắc về vấn đề này. Nhưng mà nếu mà mình có một cái dimmer hẹn giờ như này thì chúng ta đã có thể tiết kiệm được khoảng tầm 100.000 so với việc chúng ta sẽ phải mua một cái bộ hẹn giờ bên ngoài như Chiros. Đó, thì tính ra nếu mà Chiros mua thêm một cái bộ hẹn giờ nó rơi vào tầm 580-600. Đó, còn đây giá này nó chỉ là 680 thì Wake có thể là đắt hơn Chiros khoảng tầm gần 100.000. Với 100.000 đó mà chúng ta có một cái thiết kế đẹp hơn, tính năng nó cũng khá là hay ho, thì không biết mọi người thấy như thế nào. Và đấy là ba cái so sánh. Thì về mặt tính năng thì mình có thể là cho Wake được hơn Chiros một điểm, có nghĩa là tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Wake Raptor. Còn bây giờ sẽ là phần ánh sáng gọi là trên bể, mình hay gọi là trên bể. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem giữa ánh sáng trắng và ánh sáng của WRGB của Wake Raptor trên cái bể này của mình thì nó có những cái ưu điểm như thế nào nhá, và nó có cái sự cảm biến màu như thế nào, sự thay đổi màu như thế nào, thì mong mọi người hãy xem cùng mình luôn nhá. Và đầu tiên, để có cái nhìn khách quan nhất thì mình xin phép được đặt sản phẩm Chiros Surya lên để cho mọi người có thể nhìn qua về được cái ánh sáng của đèn. Mình có một cái đèn rọi ở đằng sau để cho nhìn nó sinh động hơn một chút, thì mong sẽ không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của mọi người. Đây là ánh sáng của đèn Chiros Surya, và mình sẽ để xem nó có mắc sáng chưa. Đây là ánh sáng mắc sáng của đèn Chiros Surya. Đấy, mọi người có thể nhìn rõ là những cái ánh sáng trắng nó sẽ nhìn nó sẽ về cái cảm quan nó sẽ sáng hơn những cái đèn WRGB đấy. Mình cũng đã sử dụng hai đèn này lên tí nữa, mọi người sẽ có một cái nhìn so sánh là đèn Wake WRGB nó sẽ khá là gọi là ánh sáng nó sẽ yếu hơn một chút. Thì đây để mọi người có thể nhìn xem. Đây là phần cây xanh. Đằng sau sẽ là những cái cây vẩy ốc. Đó, khu này là cây sen tiger của mọi người, của mình.
Thì mọi người để ý giúp màu nhá, để tí nữa chúng ta sẽ có được một cái nhìn khách quan nhất về màu sắc nó sẽ tác động như thế nào đến những cái bể thủy sinh của chúng ta. Đấy, thì đây là ánh sáng nét trắng của đèn Chiroseria bóng 8000K đó. Đấy thì nhìn cảm quan nó sẽ khá là sáng, khá là tươi sáng. Mà màu sắc thì mình cảm thấy nó không được tươi tắn cho lắm. Đấy, mọi người nhìn màu lá cây này, màu của cây vải ốc này, nó không được tươi sáng cho lắm. Đầu tiên thì ưu điểm của nó khá là sáng, nhưng mà màu nhược điểm của nó là màu cây nó không được tươi cho lắm, nhìn nó cứ nhạt nhạt. Ok, bây giờ mình sẽ thay đèn wake vào để cho mọi người xem nhé. Còn đây sẽ là ánh sáng của đèn wake adapter, thì mọi người cũng thấy rõ. Đấy, wake adapter nhìn nó form màu nó sẽ hơi bị tối hơn một chút. Thì cũng như cái video đầu tiên mình có đánh giá về đèn wake adapter ấy, không biết ánh sáng qua cái máy điện thoại mọi người có nhìn thấy không, nhưng nó sẽ hơi ám vàng hơn một chút. Và nếu mọi người để ý thì đằng sau nó cũng sẽ có những cái dải màu kìa. Đấy là những dải màu WRGB nó sẽ tác động xuống cái bể của chúng ta. Mình thấy những cái cây màu đỏ như vải ốc này, cây Sen Tiger của mình nó đã nhìn nó đã có màu hơn một chút. Cây xanh của mình nhìn nó cũng mượt hơn một chút, nó không mang cái tính chất là nhờ nhờ như cái dòng đèn ở chi Rode A vừa nãy. Đấy, mọi người cũng nhìn thấy rõ là nhìn cái tông màu nó có vẻ như nó tươi hơn, nó đậm hơn. Chính vì vậy nên những cái dòng đèn WRGB luôn luôn được nhiều anh em tin tưởng và sử dụng là vì như vậy. Nét trắng thì nó sẽ phù hợp hơn những cái dòng đèn, những cái dòng cây màu xanh. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ kết hợp những cái dòng cây cả xanh cả đỏ. Chính vậy những cái màu WRGB thực sự là sẽ giúp cái bể thủy sinh của chúng ta đẹp hơn, sinh động hơn một chút. Cây nó có màu hơn, nhìn nó có sức sống hơn rất là nhiều. Trên đây là ánh sáng của đèn Wake Raptor WRGB để cho mọi người có một cái nhìn tham khảo tương quan với đèn Chi Rode A. Mọi người thích ánh sáng của bóng nào? Nếu mà mọi người có một cái cảm nhận gì hãy comment bên dưới giúp mình nhé. Và trên đây là video review cơ bản của mình về hai dòng sản phẩm Chi Rode Serie A và Wake Raptor WRGB để giúp cho mọi người có một cái nhìn khách quan nhất về hai dòng sản phẩm này, những cái ưu điểm của hai dòng sản phẩm này. Đấy, đâu là sẽ là dòng sản phẩm mà mọi người thích, đâu sẽ là dòng sản phẩm mà mọi người sẽ mua về và sử dụng. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.